Bản tin giá vàng 24 tháng 11 Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng ngày 24 tháng 11 của kênh tin tức 24 giờ online. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong 4 tháng. Giá vàng trong nước lao dốc tuột xa mốc 56 triệu đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ duy trì sắc xanh. Sau gần một năm neo giữ, ngân hàng nhà nước hạ giá mua đô la Mỹ. Tình hình giá vàng, Giá vàng trong nước lao dốc tuột xa mốc 56 triệu đồng một lượng. Tại thị trường trong nước lúc hơn 8 giờ 30 phút, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 55,2 triệu đồng một lượng mua vào, 55,67 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 420.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua không nằm ngoài xu hướng, tập đoàn Phú Quý giảm 470.000 đồng một lượng chiều mua và 400.000 đồng một lượng chiều bán, xuống mức 55,25 triệu đồng một lượng mua vào. 55,65 triệu đồng lượng bán ra. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 500.000 đồng một lượng chiều mua và 350.000 đồng lượng chiều bán, xuống mức 55,1 triệu đồng một lượng mua vào và 55,7 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận giao dịch là 55,3 triệu đồng một lượng mua vào, 55,6 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng chiều mua và 450.000 đồng một lượng chiều bán. Tranh lệch giá mua và bán phổ biến ở mức 300.000 đến 600.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới sụp đổ, nhà đầu tư tháo chạy. Ngay khi thông tin chính thức về quyết định tiến hành chuyển giao quyền lực sau nhiều tuần trì hoãn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố, Thị trường vàng đã chứng kiến phiên rơi thẳng đứng trong đêm qua về tiệm cận 1830 đô la Mỹ một ounce. Đến sáng nay 24 tháng 11, giá vàng mở phiên 1828 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 46 đô la Mỹ một ounce so với giá mở phiên sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 51,2 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 1,3 triệu đồng một lượng. Quỹ đầu tư vàng tín thác lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên hôm qua cũng đã đẩy 7,01 tấn vàng ra thị trường. Kể từ đầu tháng 9 trở lại đây, quỹ này chỉ thực hiện mua vào 10 phiên, còn lại là bán tháo hoặc không giao dịch. Hiện lượng vàng do quỹ SPDR Gold Trust nắm giữ cũng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 9 vừa qua, chỉ còn 1.213,16 tấn. Ngoài ra, tiến trình chuyển giao quyền lực được khởi động cũng đã làm gia tăng hưng phấn trên thị trường chứng khoán bởi sự kỳ vọng các gói kích thích, tạo đòn bẩy cho sự phục hồi của nền kinh tế sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Ông Joe Biden cũng đã cam kết áp dụng triệt để các biện pháp khống chế đại dịch. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, đô la Mỹ Index đã rơi về mốc 92,48 điểm. Như vậy, tính từ đầu tháng 11, chỉ số này đã đánh mất 1,55 điểm, Điều này diễn ra đồng thời với dòng tiền rời vịnh tránh bão để chảy trở lại vào thị trường chứng khoán. Dự báo giá vàng Vàng vừa có tuần giảm thứ hai liên tiếp nhưng đã giữ vững mức được hỗ trợ quan trọng 1850 đô la Mỹ một ounce. Đây là yếu tố khiến nhiều người dự đoán vàng sẽ sớm tăng trở lại. Hiện giá vàng vẫn ở dưới mức trung bình, động 200 giờ, 1877 đô la Mỹ một ounce. Nếu phá ngưỡng này, vàng sẽ bứt phá đi lên trên thị trường vàng trong nước chốt phiên ngày 23 tháng 11, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tiếp tục giảm giá vàng 4 số 9 ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước. tỷ giá đô la Mỹ duy trì sắc xanh dạng sáng nay 24 tháng 11 theo giờ Việt Nam tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới đạt 92.517 điểm tăng 0,122 điểm tương đương tăng 0,13%. Các nhà phân tích cho rằng, tỷ giá đô la Mỹ có dấu hiệu phục hồi khi triển vọng ra mắt sớm vaccine COVID-19 bị lu mờ trước những lo ngại về các lệnh hạn chế để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, Anh có khả năng sẽ phê duyệt quy định đối với vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong tuần này. Việc ban bố các lệnh hạn chế trên khắp nước Mỹ đã làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed quốc gia này có thể phải nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa, đặc biệt là khi chưa có thỏa thuận kích thích tài chính nào được đưa ra. Động thái bất ngờ vào tuần trước của Bộ Tài chính Mỹ nhằm chấm dứt một số chương trình cho vay khẩn cấp, càng củng cố cho quan điểm trên. Bối cảnh hiện tại sẽ làm tăng trọng tâm của thị trường vào biên bản cuộc họp chính sách cuối cùng của Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư 25 tháng 11, Biên bản được kỳ vọng sẽ xác nhận những thảo luận của các nhà hoạt động chính sách của Fed về việc bổ sung kế hoạch mua tài sản của ngân hàng. Tại thị trường trong nước sau gần một năm neo giữ, ngân hàng nhà nước hạ giá mua đô la Mỹ. Sở giao dịch ngân hàng nhà nước mới đây đã quyết định hạ giá mua vào ngay đô la Mỹ trên biểu niêm yết. Cụ thể, giá mua vào giao ngay của đơn vị này đã giảm xuống mức 23.125 đồng, giảm 50 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Trước đó, mức giá mua vào 23.175 đồng một đô la Mỹ là kết quả của lần điều chỉnh giảm 25 đồng ngày 29 tháng 11 năm 2019 và áp dụng cho gần một năm qua. Động thái trên của nhà điều hành được diễn ra trong bối cảnh Tổng cục Hải quan công bố thặng dư thương mại tháng 10 ở mức 2,94 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với mức ước tính 2,2 tỷ đô la Mỹ của Tổng cục thống kê đưa ra trước đó tổng thẳng dư thương mại 10 tháng được đưa lên mức kỷ lục mới là gần 20 tỷ đô la Mỹ. Nguồn ngoại tệ dồi dào khiến tỷ giá trên liên ngân hàng chốt nhiều phiên còn giảm xuống 23.174 đến 23.173 đồng một đô la Mỹ, tức dưới ngưỡng chặn mua vào của ngân hàng nhà nước. Đồng thời, tỷ giá mua vào của ngân hàng nhà nước đã duy trì cao hơn tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại từ 100 đến 120 đồng một đô la Mỹ trong suốt 5 tháng trở lại đây. Vì vậy, hầu hết các ngân hàng đang dư thừa ngoại tệ đều sẽ bán cho ngân hàng nhà nước để kiếm tranh lệch. Mặt khác, mặc dù nhà điều hành chào mua kèm với điều kiện chỉ mua vào đối với những ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương, nhưng dự trữ ngoại hối của Việt Nam vẫn liên tục phá đỉnh. Theo ước tính của một số công ty chứng khoán, hiện khoảng 95 đến 96 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với hồi đầu năm và sắp hoàn thành mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ. Với loạt diễn biến trên, giới chuyên môn đánh giá động thái giảm giá mua vào đô la Mỹ thể hiện sự linh hoạt từ phía nhà điều hành, phù hợp với bối cảnh tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng liên tục đi ngang trong vùng thấp. Quay lại với phiên giao dịch ngày 23 tháng 11 trên thị trường liên ngân hàng, giá đô la Mỹ giao dịch giữa các thành viên cũng lập tức phản ánh theo mức điều chỉnh mới. Tỷ giá chốt phiên dừng ở mức 23.158 đồng một đô la Mỹ, giảm mạnh 20 đồng so với phiên liền trước. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tương ứng tại 23.190, 23.220 đồng một đô la Mỹ. Sang đến sáng nay 24 tháng 11, tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng niêm yết tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Đơn cử như tại Vietcombank giảm 15 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, xuống 23.078 đến 23.258 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Tại BIDV, còn được điều chỉnh giảm mạnh hơn với mức 25,5 đồng so với phiên hôm qua. Thậm chí ACB và Exim mức giảm lần lượt 30 đồng và 20 đồng. Ngoài ra, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng xuống 23.168,5 đồng một đô la Mỹ, với biên độ tăng giảm 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.863,5 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.473 đồng một đô la Mỹ. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!